Ok, chào các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Thì uh, hôm nay mình sẽ đi cướp ngọc dầu 5 Và mình sẽ dùng pluto Kit để đi PK nhé Đó thì hiện tại mình đã chuyển xét sức đánh của iray sang bên này rồi Và bây giờ sức đánh mình nó cũng khá là cao Nên mình sẽ dùng pluto Kit để đi cướp Cho nó easy anh em ạ Ok, à cuồng nộ lên đã nhỉ Lần này mình sẽ dùng bổ huyết với cuồng nộ không dùng giáp sen nữa Đây 197k sức đánh nhé Hiện tại đệ từ mình vẫn chưa mắc sức đánh ấy Nên là mình chỉ lên được bằng này thôi đó à, ừ nhỉ mặc dabura này vào cho nó thực ra dabura nó cũng không, không nó không kèm lý tưởng đơn được mấy đâu mà nó được cái là hòa đá khu khu 11 có viên 6 sao ok thì mình có khu 11 đấy kể kể như thanh niên nó cầm ngọc rồi nó trốn đây à cái gì hello à à thôi ôi trưởng phát triệu bốn này anh em ạ đó, vậy là mình đã được ven 6 sao rồi. Bây giờ thì mình sẽ thử đi qua bên vách núi Mori nhé. Nói chung mình chỉ cướp ở làng thôi. Chứ qua mấy cái map kia thì... Nhưng mà các bạn đã úp đệ. Là mình không muốn phá. Mà B đang có x2 nữa. Từ từ mình sẽ qua cái chỗ nào mà... Đông đông một tí đây, khu không nhé. Cầm viên ngọc rồng thì mình phải đợi một phút mình mới... Đổi khu được. Đây, khu không chín người rồi Nào À, con khỉ Cờ xanh Cờ xanh À, con đệ tử chứ Chết mày đệ Thằng trái đất này đó Trời ơi, mỗi người một trưởng này đừng đủ, có cả phản sát thương cơ đấy Nhân vang, nhân vang, nhân vang Ở à, đây, 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 Làm, Làm sao à, cả thằng này nè Trời ơi, phẹt nhá yeah, cái Nói chung mà mang Dabura nó cũng rất là có lợi thỉnh thoảng nếu mà mình bị chói mình bị chói mình không mình mình bị chói hội đồng ấy thì mình vẫn có thể là trốn được ok 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 hồi sinh lên à làm sao nát khiên nát khiên trời ơi sao nó không choáng nhỉ hỏi cho thanh nghe sơ sinh kia đi nhặt vàng kìa ok bây mình sẽ đổi khu nhá nhưng mà thấy khu nào mà toàn bọn cùi này thì tôi tốt nhất là mình nên đổi khu kiểu mấy thằng phíp mà đấm đấy như kiểu mình thanh hợp thể này này trời À đúng, kít 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 Ôi, nhầm rồi Đây, à, thằng này có liên hoàn này Đâu hết À đây, hai luồng, hai luồng Trời Ui, mình đấm phát 300k cơ nhậu Thế này đi cầy vàng cũng ok nhỉ Ở kia, cửa đen nó chạy Ai đây, ai đây À, từ từ, anh ơi Em nhầm Đấy Khiên lên nữa Thằng này mình, anh em tin mình cho một trưởng không thôi Cứ đấm đi Này thì À đúng Không chết à Đấm phát chết Trưởng mình triệu tư mà anh em ạ Triệu tư thì là... Sao ngày lại, lại sống rồi À chắc ngày nay đâu có, có người hồi sinh lên đấy Vẫn còn chảy cối à Biến khỉ lên Nghĩ khiên mà sống á Khiên mà sống á Trời ơi Khiên mà sống được Khiên mà xong chuyện thì Lê Văn Luyện nó không phải vào tù nhỉ anh em nhỉ Đây 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 Cờ đen cờ đen Ôi, mình đấm thằng thằng mù nhất này Ở đây đây Chết mày đi Cả mày nữa này Khỉ lên trưởng triệu tám anh ạ Ghê Ok qua khu khác nhá Mình sẽ đi từng khu một Tàn sát Hôm nay thì mình chỉ đi tàn sát ở làng thôi. À đây đây nữa Con khỉ đen con khỉ ra mỗi mỗi con khỉ một trưởng kìa tâm nó nó chói mình tí tí mình có đa đa bura hòa đá phạt cho phát là xong À đủ ôi sân mày đấm trâu thế Phẹt đi Phẹt nhanh lên Phẹt đi anh ơi đa bura đi làm cảnh à đấy hay lắm à không chết à chết chưa chết mày chưa Trời ơi đấm phát chết Nghĩ mà chạy được á Đâu ấy Còn ai nữa không Cái thằng này Đấy cái thằng đấm 60k vừa nãy đâu Bật khiên đầm... Đấm cái th... lại lại thằng này lại thằng này Lại mày <laughs> Thằng Nam Ách này nát khiên nhá À thằng trái đất nát khiên này Ủa mình đấm được triệu hai cơ Ghê chứ? <laughs> đấy cầm ngầu dòng Namix mình được giảm thời gian hổ, của, của giảm thời gian tác dụng của choáng đi. Chẳng anh em thấy rằng trái đấy kia nó choáng được có đúng một giây chưa? Chắc thanh niên để chắc là nó choáng choáng một đúng không? Choáng một là ấy choáng lần 5 giây đúng không? 3 giây gì đấy? Ok, qua khu 3 đi. Mình đi. À đấy lại cái lại công viên nữa này. Thằng trái đất này. Có hai viên luôn anh em ạ. Ghê chưa? Cờ xanh ở đây mình chỉ sợ bị chơi hội đồng ấy Nhìn thế này không ổn này Chỉ cần một thằng chó thôi Bất kể nó chó mấy nó cũng nó cũng có thể có thể chơi hội đồng mình được Là mình cứ phải giết mấy người xây ra trước đã Còn trái đất không phải lo Trái đất thì mình có Mình để giảm thời gian của chóng đi Ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ Khiên mà sống á Trời ơi làm sao Nát khiên luôn trong những cái thằng nào mà dưới 300.000 máu ấy mà bật khen thì mình đấm chết được còn nếu mà nó không nó không có nó không có cô đây thì mình có thể trưởng trưởng mình trưởng 500 k mà easy lắm có lẽ sau khi đầu tư đồ hp xong mình nghĩ là mình nên phải mua thêm một chút đồ sức đánh nữa đi vì đồ sức đánh của xe ra nó khá là hiếm chết còn đệ tử này ô trưởng 700 k chứ không phải vừa đâu á đủ ốp không chết ạ à? Này thì không chết này. Hết chạy nhá. Nghĩ gì? Mình sẽ qua khu 4 đi. Mình đi từ À đây 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 đây. Có thằng nào mấy Làm sao? Một trường. Ok, qua khu 4 nhé. Đây, khu 3 là ít người rồi. Có khu đông đông thì vào. Ủa toàn mới bọn sơ sinh này. Đây. À đây đây đây, à có kit kit kit. kit. Ôi những cái thiều đà nó đánh nhiều 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 bọn sơ sinh quá anh em ạ mình nghĩ cái khu đông đông nó phải nhiều bọn vip nhỉ tôi qua lại khu không nhá mình qua lại khu không để tàn à khu hai cơ khu hai để tàn sát tiếp ở à, đây 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 thằng này, lại lại thằng này lại thằng này ủa nó chạy rồi chết con điện tử này không chạy thì chết cả máy nước ở à, đây <laughs> ôi hòa đá đấy hòa ui ok làm như kiểu mỗi mình nó có khiên đấy anh ạ khiên bảy hẳn thôi nhá đợi tí để cho nó hết khiên á thằng này mình nghĩ nó có cô rê ấy cô rê mình không trưởng được rồi không sao cứ thử tái tạo lên trưởng nhá này ừ nó có cô rê anh ạ nhưng cứ đấm đi, may mắn thì mình có một phát chí mạng thì nó sẽ nát khiên đấy Đó, nát khiên chưa? Có một phát chí mạng là nó nát khiên ngay Anh em thấy chưa? Tính tính cả rồi Ok, khoảng khu không nhá Hello, ở à đây Đây Thằng này nó chết à? Được ừ, thằng này nó lát Để lại hóa đá anh em lại, lại bị chói Mình sẽ đợi Đấy Anh em thấy cái lợi của Dabura chưa Mặc dù thì sức sức đánh nó không được cao lắm Nhưng mà nó có cái phẹt ý Nhưng thằng ở trói mình phát là mình Nó mình phẹt cho phát là xong Trói bao nhiêu lâu Rồi <laughs> Như chưa từng bị choáng Easy Rồi Hết à Ok mình sẽ đợi một lần khỉ nữa xong mình Đây 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 một triệu máu, một triệu máu, một triệu máu Chết mày đi Mày nhỉ? Chạy Từ từ nhá Mình sẽ đợi khỉ mình Mình có khỉ thì mình có thể phá được khiên của nó đấy Mình thấy một triệu máu cũng, cũng vui rồi đấy Hello Ôi chơi hồi khỉ Nhanh lên Nhanh Mình nghĩ mấy, mấy, mấy bọn uh, HP thấp như này mà tầm một triệu ấy nó có thể là nó thay chơi sự đánh đấy chết mày này này nát kia nhá Đóng phân nữa là chết ok mình sẽ đổi đổi khu tiếp đây khu một đi khu một đông ấy nào các bạn đâu rồi chúng ta sơ sinh đấy, ở đây đây có có một một thằng blue này trời ơi, sao bị choáng rồi bè đành phải trông chờ và đang bura vậy Có thể là mình sẽ đợi à đấy, mày thế. Này thì cả thằng này nữa. Đây này. Đây đủ đúng. Một trưởng chết đâu, chết luôn. Ui. Nó có phản rất thương em ạ. Khiên nó sống à? Khiên mà sống á. Thôi thì chắc là clip mình sẽ tạm dừng tại đây nhá. Nói chung hôm nay là một cái clip mà để đi cầm ngô max đi nghịch một tí thôi. Rồi anh em xem được thấy hay thì nhớ bỏ ra vài giây để ấn nút đăng ký kênh cho mình nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em trong thời gian sớm nhất. Bye bye.